này thiện hiện tu trừ bỏ quả dự lưu là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ quả nhất lai bất hoàn a la hán là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ quả vị độc giác là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ trí nhất thiết là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là tu bát nhã ba la mật đa Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ thiện hiện, này thiện hiện nên nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển nếu Đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào tịnh lự ba la mật đa sâu xa để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với tịnh lự ba la mật đa sâu xa chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện, nên nương vào tinh tấn ba la mật đa sâu xa để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với tinh tấn ba la mật đa sâu xa chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển này thiện hiện nên nương vào an nhẫn ba la mật đa sâu xa để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển nếu đại bồ tát đối với an nhẫn ba la mật đa sâu xa chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển này thiện hiện nên đương vào tịnh giới ba la mật đa sâu xa để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển. Nếu đại bồ tát đối với tịnh giới ba la mật đa sâu xa chẳng sanh chấp trước, nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào bố thí ba la mật đa sâu xa để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với bố thí ba la mật đa sâu xa chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển.